Việt đang đầu độc chính người Việt. Nhưng thưa quý vị, không chỉ là đối với đồ ăn, thức uống như quý vị vừa thấy trong tổng hợp vừa rồi. Những ai đang ngồi trước màn hình TV lúc này, quý vị hãy thử quờ tay ra quanh mình xem nào. Chắc chắn một điều là xung quanh quý vị vào lúc này, động đến cái gì là ngoài thị trường có đồ giả của mặt hàng đó, chạm tới vật gì là có hàng lậu, không được kiểm định chất lượng. Hình dung về sự khốn khó của người tiêu dùng Việt Nam trong vòng vây của hàng giả, hàng lậu, của các doanh nghiệp làm ăn gian dối, chộp giật hoặc là thổi phồng gian lận về giá cả. Thậm chí ngay cả chiếc remote điều khiển TV đang ở trong tay quý vị hay là gói khăn ướt đang ở trên bàn. Để phần nào chứng minh cho cái ý kiến này thì quý vị hãy cùng theo dõi một tổng hợp dưới đây để xem ngoài thực phẩm, chúng ta còn đang bị bủa vây bởi những loại hàng giả, hàng lậu nào nữa. Thịt trâu đông lạnh, nhập khẩu đội lốt thịt bò, thổi giá gấp 3 lần, móc túi đến 150.000 đồng trên mỗi cân thịt. Không bán tại Việt Nam, sữa Enso nước chưa qua kiểm định, chưa có bất cứ chứng nhận chất lượng nào, vẫn lọt qua cửa khẩu, bày bán công khai. Cả chục nghìn loại mang danh thực phẩm chức năng đang tung hoành trên thị trường, giá bán ngất ngưởng, công dụng mơ hồ. Nếu mà muốn béo thì là uống, ăn xong thì uống, còn muốn gầy thì uống trước khi ăn. Mua bằng niềm tin, bán bằng đồn thổi. Những sản phẩm giá thành chỉ vài chục nghìn đồng làm bằng bột mì và những chất phụ gia không rõ nguồn gốc được thổi thành thần dược lên tới hàng trăm, thậm chí hàng triệu đồng khi đến tay người tiêu dùng. Chính vì cái yếu tố chính ngoại đấy thì mới để dẫn đến những cái việc như thế này. Những sợi yến vụn ngâm đường, 30.000 đồng 1 kg đường biến thành 1 kg yến xào trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tổ yến ra đời từ bàn tay con người, mức lợi nhuận lên tới 1.000 lần. Kiểm tra tại các cơ sở sản xuất có quy mô còn như vậy thì những đôi tay khâm nặn bánh, tay trần ép khuôn, những máy khoan trộn bột vẫn là nơi ra đời hàng trăm nghìn chiếc bánh cởi trần mỗi mùa trung thu. Đen không khác gì nhựa đường, thế nhưng đóng vào bao bì đẹp là có ngay cà phê xịn. 30% cà phê, 70% là mình bỏ mấy cái chất như đậu nè, bắp mà, rồi vỏ cà phê nữa, rồi mình dùng nước màu, mình nấu đường đó, rồi mình đổ vào. Mỗi ngày, hàng trăm kg cà phê giả chỉ riêng từ cơ sở này được tuôn ra thị trường, thậm chí chuyển ngược về bán ngay tại xứ sở cà phê. Mỹ phẩm cao cấp làm từ hóa chất trôi nổi, tẩy trắng siêu tốc Hàn Quốc, thực chất là công nghệ siêu chậu. Mỹ phẩm đặc trị thì ra đời cạnh thùng rác, cầu thang, với sự hỗ trợ của những người làm nghề đồng nát. Đồng nát người ta cạnh cây không nhỉ? Nhưng đổ hết là mấy không đổ, thêm quay lên thôi. Thế nên cũng chẳng có gì là lạ, thì sữa tắm dê công nghệ Malaysia chỉ là gáo múc với 100% là hóa chất và nước, đã khiến không biết bao nhiêu gương mặt bị tàn phá như thế này. Một sự thật bàng hoàng từ những mảnh khăn ướt sau khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm nghiệm. Mỗi tờ khăn giấy ướt giả, kém chất lượng có tới 3,1 triệu con trực khuẩn mù xanh. Đồng nghĩa với việc một tờ khăn giấy ướt giả có thể giết chết tới 31.000 con chuột nhắt. Và cũng có thể gây tử vong người nếu bị nhiễm. Nguyên liệu dơ bẩn, công nghệ thô sơ, hóa chất tẩy trắng là chủ yếu. Chẳng ai nghĩ rằng giấy vệ sinh giá rẻ lại có khả năng gây ung thư, nhiễm khuẩn da khi tiếp xúc nếu chưa xem những hình ảnh này. Tài xế thì thay đổi kết cấu bồn chứa để rút ruột cả nghìn lít xăng mỗi ngày. Nhân viên bán hàng thì gắn chip điện tử, bơm nối số, trắng trợn móc túi người tiêu dùng. Xăng dầu thì kinh doanh gian lận, còn ga thì làm xăng chất lậu, làm giả. Để 15 triệu vỏ bình ga quá hạn kiểm định vẫn được đưa ra thị trường, mang theo những tử thần bên trong đã tạo ra biết bao vụ cháy nổ thương tâm. Phân bón xuất xứ Mỹ, xuất xưởng từ Đồng Nai. Phân bón xuất xứ Mỹ, sản xuất tại Từ Liêm. Có đến 80% trong khoảng 1.000 doanh nghiệp sản xuất phân bón đang thực hiện bằng công nghệ thô sơ, lạc hậu bậc nhất thế giới, thậm chí là làm giả. Theo danh mục của Bộ Nông nghiệp, có hơn 5.000 loại phân bón được vào danh mục, còn chưa được vào danh mục nhé. Thì tôi chiếm 50% nữa đấy.
Tôi là cái ngành chuyên ngành sâu như vậy đấy, mà bây giờ cũng còn thấy mờ mịt trước một cái ba trận về phân bón. Một thị trường phân bón hỗn loạn đầy đủ với hàng loạt sản xuất phân bón giả, kém chất lượng. Khoảng 40 đến 60% phân bón đem giám định cho kết quả là hàng giả, kém chất lượng. Phải đội lốt một sản phẩm khác ghi trên hóa đơn bán cho khách. Buộc dây chun cả cọc, giá bán bằng 1/10 iPhone chính hãng. Cài hệ điều hành Android, đồ cũ phù phép thành mới cho những ai xính hàng hiệu. iPhone giả, thị trường siêu lợi nhuận, thủ đoạn có hệ thống. Đồ chơi mà độc hại, có thể gây nhiễm trùng xạ, vô sinh, ung thư ở trẻ nhỏ. Vượt gấp hơn 100 lần, 482 lần so với ngưỡng an toàn cho phép. Vậy mà, ồ ạt nhập lậu qua biên giới, cả tấn hàng dồn dập về xuôi mỗi ngày. Không còn gì để nói trước những hình ảnh vừa rồi phải không ạ?